Hello, hello cả nhà. Thì sáng nay mình giao chỉ có một cây cái bông trang trái tim này, cho nên thì mình như vậy mình quấn chứ không có mọi như mọi khi để vô thùng. Vì cây này nó nhỏ, với lại có một cây là để vô thùng thấy phí quá. Cái thùng là thì tới bưu điện người ta sẽ đo diện tích, rồi người ta đo thể tích, rồi người ta quy về kg, rồi cân kg thật nữa, rồi thể tích quy về kg cộng vô nữa. Cho nên thì mình quấn như vậy thì nó đỡ, rồi nó cũng an toàn. Thì mình có ghim cây hết rồi. Được không mày? Cái lá này.